bỏ ra tiền triệu, nhiều người đua nhau đi học hát karaoke. Dịch vụ dạy thanh nhạc, hát karaoke đang thu hút rất nhiều người trẻ tìm tới với mong muốn cải thiện giọng hát và giúp tự tin hơn trong những buổi giao lưu, ca nhạc thường ngày. Là giáo viên dạy hát karaoke tại một trung tâm piano đệm hát tại Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, anh Xuân Đức, Hà Nội cho biết những năm gần đây, lượng người tìm tới đây để học cải thiện giọng hát tăng lên rất đông. Mỗi buổi luyện tập hàng ngày, anh Đức cho biết đều kèm từ 5 đến 7 cá nhân đăng ký học hát karaoke. Hát karaoke hiện đang là hình thức giải trí được khá nhiều người ưa thích và chọn lựa. Do đó, biết hát karaoke được xem là một lợi thế rất mạnh trong giao tiếp. Trong những buổi giao lưu karaoke thì việc bạn hát hay sẽ giúp bạn thêm tự tin hơn rất nhiều, anh Đức nói. Theo anh Đức, trong những buổi giao lưu, liên hoan, việc chuẩn bị một giọng hát tốt và tự tin cũng giúp tạo cảm tình tốt với mọi người. Đặc biệt, sẽ thuận lợi hơn trong giao dịch cũng như trong mọi việc. Nắm bắt được lợi thế này, nên ngày nay có nhiều bạn đã bắt đầu tham dự các khóa học hát karaoke để tự tin hơn trong khi hát cũng như tạo thêm nhiều mối quan hệ mới. Để cải thiện giọng hát qua những lớp học dạy hát karaoke, anh Đức cho biết mỗi khóa học sẽ có phí dao động từ 2 triệu đồng, 3 triệu đồng tùy số lượng buổi nghề học. Muốn lựa chọn, đã học được 6 buổi trong khóa học hát karaoke, chị Nguyễn Như Ngọc, Hà Nội, cho biết rất hào hứng và thấy được những tiến bộ khi được học hát. Tôi không biết hát nên đã đăng ký một khóa học hát để cải thiện giọng hát của mình, để khi đi chơi với bạn bè, đồng nghiệp có thể tự tin hát. Từng là một người nhút nhát, không dám hát mỗi khi có dịp đi karaoke, anh Minh Huy, chuyên viên thị trường, Hà Nội, cho biết đã thay đổi sau một khóa học hát karaoke tại một trung tâm ở Ba Đình, Hà Nội. Theo anh Huy, để cải thiện giọng hát và tự tin hơn khi hát karaoke, anh đã bỏ ra chi phí 1 triệu 900.000 đồng cho 10 buổi học trực tiếp. Tôi đã có thể tự tin hơn khi chuẩn bị được những bài hát tủ khi đi hát karaoke cùng bạn bè, không cần phải hát quá hay nhưng mong muốn có thể hát một cách thoải mái. Tự nhiên nhất, có thể cùng bạn bè giao lưu vui vẻ khi có dịp liên hoan hay lễ, Tết, anh Huy nói. Trước nhu cầu của đông đảo mọi người, hiện tại, trên thị trường đang có nhiều trung tâm, địa điểm, cá nhân nhận dạy hát karaoke. Theo đó, mức giá dao động cho mỗi khóa học từ 1 triệu 500.000 đồng, 5 triệu đồng đối với những cá nhân dạy đơn lẻ, online, giá dịch vụ sẽ thấp hơn. Trung bình mỗi buổi học từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng. Trên các trang mạng xã hội, dịch vụ dạy thanh nhạc, hát karaoke cũng đang nở rộ và thu hút nhiều người có nhu cầu quan tâm.